Ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 11 tháng 9, huấn luyện viên Chusier quyết định trao cơ hội cho Văn Quyết. Đồng thời ông cũng không lựa chọn những cái tên quen thuộc như Văn Thanh, Tiến Dũng, Trung Vệ, Hồng Duy hay Nguyên Mạnh. Lý giải về quyết định nhân sự của mình, chiến lược gia người Pháp nói trong buổi họp báo vào chiều nay 10 tháng 9, các trận trong dịp FIFA Day tháng 6, 9 và 10 chỉ mang tính giao hữu. Điều đó giúp tôi có thể thử nghiệm mọi thứ một cách tối đa. Làm sao để khi bước vào vòng loại World Cup vào tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất. Tôi không khép lại cánh cửa đội tuyển quốc gia với bất cứ cá nhân nào. Tôi triệu tập và làm việc với 80 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ở mùa giải năm nay, dù bị treo giò 8 trận nhưng Văn Quyết vẫn thi đấu tốt ở V-League. Tôi chưa thể khẳng định kế hoạch dùng Văn Quyết sẽ như thế nào, nhưng cậu ấy luôn nằm trong sự tính toán của tôi. Văn Quyết đã có một mùa giải ấn tượng, ghi được 9 bàn thắng tại V-League 2023, dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội dù phải nghỉ thi đấu 8 trận. Tiếp tục nói về việc dẫn dắt hai đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia cùng lúc, với mục tiêu xa nhất là tấm vé dự World Cup 2026, huấn luyện viên Chusier đã có những chia sẻ chi tiết về kế hoạch của mình. Ở đó, ông nhấn mạnh việc phát triển tư duy cho các cầu thủ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh hy vọng cầu thủ Việt Nam sẽ mạnh dạn ra nước ngoài thi đấu để trau dồi kinh nghiệm. Đó sẽ là cách rất tốt để phát triển bóng đá Việt Nam theo nhiều mặt. Huấn luyện viên Chusier nói, như tôi đã nói nhiều lần, không có ranh giới nào giữa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cả. Cả hai đội tuyển chung có một tầm nhìn, cách chơi và cách tổ chức. Cả hai cùng có mục tiêu đó là chiến đấu vì danh dự đội tuyển quốc gia. Mỗi đội tuyển có từng giải đấu, nhiệm vụ khác nhau. Tôi sẵn sàng di chuyển liên tục dưới Hà Nội, Phú Thọ và Nam Định để làm việc với hai đội tuyển. Điều đó không có gì khó khăn cả. Các cầu thủ cũng rất hòa đồng với nhau. Sáng nay trong lúc ăn sáng, các đàn anh ở đội tuyển quốc gia đã chúc mừng các em U23 khi có vé dự vòng chung kết châu Á. Tinh thần của các cầu thủ rất tốt. Họ hướng tới những mặt trận khác nhau nhưng có chung một mục đích. Đó là cống hiến vì danh dự và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chusier liên tục nhấn mạnh về mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam là hướng tới sự chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup 2026. Chiến lược gia người Pháp nói tiếp, dĩ nhiên trong mỗi đợt tập trung, tôi luôn thúc đẩy để các cầu thủ cải thiện từng ngày. Nhìn từ phương diện nền tảng cầu thủ, góc độ bóng đá Việt Nam, như các bạn thấy được là thiếu sót khá nhiều về chất lượng đường truyền, tình huống cơ bản, khống chế, nhận bóng. Tôi nghĩ rằng sẽ có huấn luyện viên ở cấp độ trẻ, đào tạo có thể giúp họ cải thiện năng lực cá nhân cơ bản. Nhiều người kỳ vọng các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia với tôi có thể cải thiện bước nhảy vọt. Trong quá trình tuyển chọn, tôi cố gắng chọn lọc cầu thủ có kỹ thuật hơn. Để đáp ứng thiếu sót, các cầu thủ cần có khát khao, nỗ lực để khắc phục. Tôi trao cho họ chỉ dẫn về đấu pháp sao cho hợp lý để có phương án khi vào trận. Hệ thống xê dịch để đối thủ bộc lộ khoảng trống để khai thác. Các cầu thủ hiểu điều đó, nhưng khi vào sân thực hiện nó thì còn nhiều hạn chế. Với cùng một tình huống, tuyển Brazil thực hiện 2 lần, tuyển Nhật Bản thực hiện 3 lần, còn tuyển Việt Nam thực hiện 10 lần mới có bàn thắng. Tức là hiệu suất xử lý của các cầu thủ chưa cao. Bởi vậy, chúng ta cần có những phương án ở nền bóng đá Việt Nam, khuyến khích cầu thủ ra nước ngoài nhiều hơn, cạnh tranh.